Thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, các đại biểu Quốc hội đồng tình với việc xây dựng các nhóm chính sách vượt trội ưu đãi để thúc đẩy phát triển lĩnh vực đặc thù này, đáp ứng với yêu cầu về đầu tư sản xuất công nghiệp quốc phòng an ninh. Kính thưa Quốc hội, hoạt động đầu tư sản xuất công nghiệp quốc phòng an ninh chủ yếu là từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, do lĩnh vực này phải đảm bảo bí mật nhà nước, có những dự án cần phải triển khai khẩn cấp, phải thực hiện chuyển giao công nghệ từ đối tác nước ngoài, nên việc áp dụng theo quy định của luật đầu tư công và luật đấu thầu sẽ gặp những khó khăn vướng mắc. Nghiên cứu sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt. Đây là vũ khí, phương tiện có tầm quan trọng đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Việc đầu tư những chương trình này, theo tôi, cần phải tiến hành khẩn trương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Do đó, trong dự thảo luật đề xuất thực hiện theo trình tự thủ tục đầu tư công khẩn cấp, tôi cho rằng hợp lý. Do cái tình hình có thể đặt ra mà Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có thể đặt hàng đối với các cơ sở quốc phòng, cơ sở công nghiệp quốc phòng hoặc cơ sở công nghiệp an ninh hoặc là cơ sở công nghiệp động viên đặt hàng trong tình thế cấp bách thì thủ tục hành chính cũng phải đặc biệt. Lĩnh vực công nghiệp của quốc phòng của chúng ta trên rất nhiều sản phẩm khác nhau. Có những cái sản phẩm chỉ có khi là chỉ vài chục tỷ. Cho nên là không thể nhiều nhà máy, nhiều cơ sở sản xuất ra được. Chỉ có một nhà máy, một cơ sở thôi. Anh mang tính chuyên dụng rất cao, rất sâu. Thì buộc phải chỉ định cho anh đó sản xuất, không thể đấu thầu với ai được. Các đại biểu Quốc hội cũng đồng tình cần thiết ban hành luật nhằm xây dựng nền công nghiệp quốc phòng an ninh chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.